Xét thứ nhất, trận đấu giữa Thái Nguyên và Hà Nội. Thái Nguyên trước màn ảnh, Hà Nội xa màn ảnh. Điểm đầu tiên dành cho FC Hà Nội 1-0. Và rồi thì một quả bỏ rổ rất kỹ thuật của các cầu thủ của đội FC Hà Nội. Vậy là FC Hà Nội phát bóng không qua lưới, điểm cho Thái Nguyên 1-0. Hai sân liền nhau có hai cái loa cho nên là nó sân nọ với sân kia là nó sẽ lẫn tiếng. Như vậy là điểm cho Thái Nguyên 2-1. Bây giờ là một pha bóng đập xuất thần của các cầu thủ của đội Thái Nguyên. Đội FC Hà Nội là một đội rất mạnh nhưng không thể đỡ bỏ. Như vậy là tiếp theo là trận bóng thành công của đội tuyển Thái Nguyên. Xin chúc mừng đội tuyển Thái Nguyên. Đội tuyển Hà Nội thuộc đội điểm cho Thái Nguyên hiện giờ là 3-1. Của miền Bắc nhưng ngày hôm nay gặp đội tuyển Thái Nguyên thì cũng đã liên tục cả hai pha bóng của đội tuyển Thái Nguyên đã làm cho các cầu thủ của đội tuyển Hà Nội không đỡ được. Như vậy là đập bóng tốt, điểm cho Hà Nội 2-3. Quả đánh bóng tuyệt vời, 2-3 điểm cho FC Hà Nội. Như vậy là FC Hà Nội phát bóng ra ngoài sân, điểm cho đội Thái Nguyên là 4-2. Rồi phát bóng được đội tuyển Thái Nguyên, điểm cho Hải Dương 17-12. Như vậy là tiếp tục điểm cho Thái Nguyên 5-2. Sai hướng bóng đi cho nên là đã điểm cho Thái Nguyên. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp cho Thái Nguyên 6-1. Như vậy là bóng ra ngoài sân. Tiếp tục điểm cho Thái Nguyên 7-2. Điểm Thái Nguyên là 7-2. Là cây rút tiền rút đi. Bây giờ thì một chút nữa thì các cầu thủ vâng điểm cho FC Hà Nội 3-7. Bóng cung sang lưới điểm cho Hải Dương 18-13. Rất đẹp. Và rồi thì hai đội tung ra những pha bóng vô cùng nguy hiểm nhưng cả hai đội đều được phán đoán được những đường bóng của nhau. Thế hiện nay là vẫn đang những pha bóng liên tục được các cầu thủ của chúng ta đập. Bóng ra ngoài sân. Vậy là bóng ra ngoài sân rồi. Điểm cho Thái Nguyên 8-3. Pha tấn công điểm cho Hà Nội 4-8. Bây giờ thì các cầu thủ của đội tuyển FC Hà Nội cũng đã ủng hộ ý và cũng đã tung ra những đòn rất là nguy hiểm để cho các cầu thủ của Thái Nguyên của chúng ta không thể phán đoán được hướng bóng của các cầu thủ. Như vậy là điểm cho Thái Nguyên 9-4. Là điểm cho Thái Nguyên 9-4. Nhật là hậu vệ là vào đang sân thi đấu. Điểm cho đội tuyển Thái Nguyên 14. Và tiếp tục tuyển cho Thái Nguyên 14. Tôi biết rằng là vừa rồi thì các cầu thủ của Hà Nội vừa thi đấu một trận rất quyết liệt, cho nên là đang có vẻ tập trung điểm cho Hà Nội 5-11. Bây giờ thì các cầu thủ của đội tuyển FC Hà Nội cũng đã cắt được những chuỗi bàn thắng liên tục. Và có được không? Bây giờ thì cú bóng rất đẹp của các cầu thủ của bóng ngoài sân tiếp tục điểm cho đội tuyển Thái Nguyên 12-5. Một pha chạm co. Vâng, một pha bỏ rổ rất kỹ thuật nhưng không qua được các cầu thủ của Thái Nguyên đã phán đoán chính xác ý đồ của các cầu thủ của FC Hà Nội. Vâng, chấm bóng tốt, điểm cho Thái Nguyên 12-5.
Vừa rồi thì sau những pha liên tục đánh bóng xuất thần của hai đội thì cuối cùng pha chắn bóng của các cầu thủ Thái Nguyên cũng đã mang về một điểm cho đội của mình. Tỷ số đang là 13-5. Vâng, rất đẹp, chắn bóng rất tuyệt vời. Vâng, tắt bóng. Vâng, rất tuyệt vời. Một lần. Tắt bóng. Có bàn không? Vâng, tiếp tục điểm cho Thái Nguyên 14-5. Vâng, các cầu thủ hết sức bình tĩnh và dành cho mình những pha bóng nguy hiểm nhất để đánh sang sân của đối phương. Vâng, quả giỏ rất đẹp. Phát bóng vào sân. Vậy, điểm cho Thái Nguyên 15-5. Vẫn không cứu được quả bóng cho đội Hà Nội, điểm cho Thái Nguyên 15-5. Đến thời điểm đồng ý xin được những trận đấu và xin được đồng ý. Như vậy là điểm FC Hà Nội 6-15. Điểm cho Hà Nội là 6-15. Cắt được những chuỗi bàn liên tục của các đội cầu thủ Thái Nguyên. Trận đấu được tiếp tục. Vâng, điểm cho FC Hà Nội đúng như vậy. Như chúng tôi đã phán đoán, điểm cho FC Hà Nội là 7-15. FC Hà Nội hội ý thì liên tục đã ghi cho mình 3 điểm liền. Điểm số bây giờ đang là 7-15. Lần này thì các cầu thủ vâng, chắn bóng thành công, điểm cho Thái Nguyên 16-7. Vừa rồi là một pha đập bóng cũng rất nguy hiểm và mạnh, nhưng vẫn không có thể qua được các cầu thủ Thái Nguyên. Vâng, bóng rút qua. Tiếp tục điểm cho Thái Nguyên 17-7. Điểm cho Hải Dương 20-17. Chắn bóng thành công. Điểm cho FC Hà Nội 8-17. Chắn bóng không còn lưới. Và 21-17. Phần thắng của FC Hải Dương cho Thái Nguyên 18-8. Hải Dương những pha đập bóng của các cầu thủ Thái Nguyên phải nói là rất là mạnh và nguy hiểm, cho nên là các cầu thủ của Hà Nội chúng ta sẽ bình tĩnh để phán đoán những cú đập xuất thần của các cầu thủ Thái Nguyên. Như vậy là trận đấu đầu tiên của sân số 1. Tỷ số đang tạm như bóng của đội đối rất được điểm cho Thái Nguyên 19-8. Em ơi. Vừa rồi thì có đến 4 cầu thủ của đội tuyển Thái Nguyên chắn ra bóng đập và vô cùng mạnh và nguy hiểm của các cầu thủ Hà Nội. Điểm cho Thái Nguyên 20-18. Chạm tay chắn. Vâng, điểm cho FC Hà Nội 9-20. Vâng, một pha đòi giỏ nhưng vẫn không qua được sự phán đoán của các cầu thủ của đội tuyển Thái Nguyên. Anh như vậy là chàng trai đã nổ. Như vậy là kết thúc set 1, đội Thái Nguyên thắng Hà Nội ở set này là 21-9. Thái Nguyên với tỷ số 21-9. Hai đội đổi sân đánh set thứ hai. Set thứ hai trận đấu giữa Thái Nguyên và Hà Nội. Đội Hà Nội trước màn ảnh, đội Thái Nguyên Sam này. Ở set thứ nhất thì đội Thái Nguyên đã thắng đội Hà Nội. Đây là set thứ hai. Đội Hà Nội thì toàn các cô gái trẻ thôi. Như vậy là điểm cho Thái Nguyên 1-1. Thank you.
đội cầm bóng lên. Lăn sang ạ. Điểm chưa đồng ý. Lăn bóng rồi trọng tài không bắt. Quả đấy lắc lắc hai phát. Ở đây 7. Ừ, hai chạm. Như vậy là điểm cho Thái Nguyên. 2-1. Đập bóng không qua lưới. Điểm cho Hà Nội 2-2. Như vậy là mình cũng không hiểu lỗi gì. À, là trọng tài cho phát bóng lại. Cho phát lại quả này. Điểm vẫn là 2-2. Vâng, kính thưa quý vị, và quý vị lại đang được tiếp tục theo dõi trận đấu giữa đội tuyển FC Hà Nội và đội tuyển Thái Nguyên. Và ở hiệp 2 này thì tỷ số điểm cho Thái Nguyên 3-2. Đang là 3-2 tạm nghiêng về đội tuyển Thái Nguyên. Lúc này thì đội tuyển Thái Nguyên ở bên tay phải của trọng tài và đội tuyển FC Hà Nội ở bên sân phía tay trái của trọng tài. Rất an toàn. Bóng ngoài sân. Vào tay rồi. Vào tay chắn à? À, như vậy là lỗi và lúc này thì trọng tài của đội Thái Nguyên điểm cho Hà Nội 3-2. Điểm cho FC Hà Nội tỷ số là 3-2. Điểm số là 3-2. Đúng rồi. Điểm cho đồng ý. À, trọng tài là cha là mẹ cho nên là các cầu thủ cứ yên tâm thi đấu. Trọng tài rất thông minh. Em ơi. Thảo Nguyên đấy. Vừa rồi là trọng tài đã xác định. Được cầu thủ của Hà Dương bóng ai chạm lưới. Vâng, bây giờ thì như vậy là bóng không qua lưới. Kết thúc điểm cho FC Hà Nội 4-3. Điểm cho FC Hà Nội 4-3. Bố là mẹ, chứ không phải là trọng tài cha là mẹ. Ngoài trọng tài chính ra thì chúng tôi còn trọng tài viên và còn rất nhiều. Wow, tuyệt vời. Bây giờ thì những quả bóng được liên tục vào. Như vậy là điểm cho FC Hà Nội. Thái Nguyên cũng đã được đánh không thành công. 5-3. FC Hà Nội 5-3. Như vậy là điểm cho Thái Nguyên 4-5. Rất là vui mừng của FC Hà Nội nhưng mà vẫn không thành công. Điểm cho Thái Nguyên 4-5. Không, quả đấy không chạm. Không chạm tay chắn. Điểm cho Thái Nguyên là 5-5. Trọng tài đã chính xác trong pha bóng này. Vâng, bây giờ thì trọng tài đã xác định là điểm bóng đã trong vạch và điểm cho Thái Nguyên 5-0. Như vậy, điểm cho Thái Nguyên 6-5. Điểm cho Thái Nguyên 6-5. Vừa rồi là một pha chắn bóng như bóng đang đi ra ngoài sân. Điểm cho Hải Dương 4-7. Vâng, bây giờ thì là một pha đánh nhiều rất là kỹ thuật của các FC Hà Nội. 6-0. Và các vị khán giả có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ 6-0 cho hai đội đúng không ạ? Em ơi, đồ của mình nhá. Trong sân. Điểm cho Thái Nguyên 7-6. Thật khó tốt. Điểm cho Đào Mỹ 8-4. Và theo những quan sát của chúng tôi thì các cầu thủ của Hà Nội và FC Hà Nội có rất nhiều những pha bỏ sỏ rất nguy hiểm và kỹ thuật. Vâng, pha được bóng nhưng không qua được hàng rào chắn của FC Hà Nội. 7-0, điểm cho FC Hà Nội. Điểm cho tuyển Thái Nguyên 8-7. Vừa rồi là một pha chắn bóng không thành công của các cầu thủ của FC Hà Nội. Tốt. Một pha bỏ sỏ rất thông minh của đội tuyển Đào Mỹ.
điểm cho Đào Mỹ 9-5. Hết lên, rất cố gắng. Bây giờ thì các cầu thủ FC Hà Nội cũng đã rất cố gắng. Trận đấu thành công, điểm cho FC Hà Nội 8-0. Ở hiệp cuối thứ hai này thì điểm số của cả hai đội liên tục bám sát nhau. Tất cả hai đội thật cố gắng lên để tiếp tục có set đấu thứ ba. Điểm cho Hải Dương 7-9. Đó, chân bóng thành công. Điểm cho đội 9-8. Trọng tài vẫn quyết định điểm cho Hải Dương. Vừa rồi là một pha chắn bóng trước cột đầu của các cầu thủ Hà Nội và bóng đã qua sân và một cầu thủ của Thái Nguyên cũng đã dùng chân hết sức cứu bóng nhưng vẫn không được điểm cho Hà Nội 18. Quả bóng ngoài sân, điểm cho Hải Dương 8-9. Vậy là điểm cho Hà Nội 11-8. Phải nói là nếu nói đánh lừa thì không đúng, nhưng phải nói rất là kỹ thuật và đã điểm cho Hà Nội 10-0. Bây giờ thì điểm cho 12-8. Như vậy là điểm tiếp tục cho Hà Nội 13-8. Rất tuyệt vời, điểm cho Hà Nội 13-8. Vâng, bóng ra. Như vậy là FC Hà Nội đã phát bóng ra ngoài sân, điểm cho Thái Nguyên 9-13. Trọng tài sẽ định bóng ngoài sân và điểm cho Thái Nguyên 9-13. Vẫn còn. Vừa rồi là một pha cứu bóng của một cầu thủ chân dài của đội Thái Nguyên. Vâng. Điểm cho đập bóng thành công. 14-9. Điểm cho FC Hà Nội 14-9. Vâng, vừa rồi thì một pha cứu bóng rất cố gắng của một cầu thủ chân dài của đội Thái Nguyên. Điểm cho Đà Nẵng tiếp tục 11. Cầu thủ Hà Nội cũng đã đáp trả ngay một điểm. Sút bóng tốt. Tiếp tục điểm cho FC Hà Nội 15. Điểm FC Hà Nội 15-9. Ngoài, trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm cho FC Thái Nguyên 10-15. Như vậy là điểm cho Hà Nội. Vâng, trọng tài xác định là bóng đã điểm 16-10. Điểm cho Hải Dương 12-0. Như vậy là điểm cho Hà Nội 17-10. Như vậy là bóng ra ngoài sân rồi. Điểm cho Hà Nội 18-10. Bóng ra ngoài sân và điểm cho FC Hà Nội với điểm số 18-10. 13-12. Điểm tiếp tục cho Hà Nội 19-10. Quá là mạnh cho nên các cầu thủ của đội tuyển Thái Nguyên không thể đỡ được pha bóng vừa rồi. Điểm cho FC Hà Nội 19-10. Tiếp tục điểm cho Hà Nội 20-10. Thái Nguyên đỡ được bóng không thể điều khiển được bóng vừa. Tiếp tục điểm cho FC Hà Nội 20-10. Và liệu các cầu thủ của Thái Nguyên thủ môn tới cắt được chiếc bóng được không? Vâng, 11-20 điểm cho. Như vậy là điểm cho Thái Nguyên 11-20.
bật bóng tốt. Điểm Đào Mỹ. Bây giờ thì các cầu thủ của Thái Nguyên của chúng ta cũng đã cắt được liên tục những chuỗi những bàn vất bóng rất đẹp. Vâng, đổi rồi ạ, cố lên, vẫn còn rất cố gắng của cả đội. Như vậy là kết thúc set thứ hai, FC Hà Nội đã thắng Thái Nguyên là 21-11 và hai đội đã hòa nhau một đều và phải gặp nhau ở set thứ ba để phân thắng bại. Thì tỷ số lúc này đang là một đều và cả hai đội, đội tuyển Thái Nguyên tỷ số của hai set đấu đầu tiên là một đều. Ở set đấu thứ nhất thì đội tuyển của FC Hà Nội 9 và đội tuyển Thái Nguyên 21. Và ở set đấu này đã chính thức là set thứ ba trận đấu giữa FC Hà Nội và Thái Nguyên. Như vậy là điểm đầu tiên dành cho Thái Nguyên 1-0. Cú đá không thành công, điểm cho Đào Mỹ 19-14. Như vậy là điểm cho Thái Nguyên 2-0. Vâng, vừa rồi là một pha cứu bóng rất cố gắng của các cả. Như vậy là điểm cho FC Hà Nội 1-2. Bóng đã ngoài sân và điểm cho FC Hà Nội. Điểm cho Đào Mỹ 20-21. 1-2. Đội tuyển Đào Mỹ đang rất sát với thắng lợi của set thứ hai. Những pha phát bóng rất khó chịu của các cầu thủ Hà Nội sát lưới, cho nên là để cho các cầu thủ của Thái Nguyên chúng ta phải hết sức cảnh giác với những pha phát bóng sát lưới. Vâng, một pha bỏ rổ rất kỹ thuật. Vâng, đá bóng rất nhẹ nhàng. Nhưng các cầu thủ của Thái Nguyên của chúng ta đã phán đoán được ý đồ của các cầu thủ FC Hà Nội. Vâng, liên tục những pha bóng bỏ rổ và những pha bóng để đánh lừa nhau. Vâng, bây giờ thì một pha bật bóng thành công của các cầu thủ FC Hà Nội, điểm số 2 đều. Lấy quả bóng ở đằng sau ấy, quả bóng đằng sau. Rất tuyệt vời. 21-15 là tỷ số của set thứ hai cho trận đấu của sân 1 giữa đội tuyển Đào Mỹ và đội tuyển Hải Dương. Vậy là điểm số hiện nay là 2 đều. Tỷ số cho đội phát bóng ghi cho đội tuyển Đào Mỹ 21-15 và thắng lợi cho trận đấu. Như vậy là điểm cho Hà Nội 3-2. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục theo dõi set thứ ba giữa đội tuyển Hải Dương và đội tuyển Đào Mỹ. Vâng, rất đẹp. Điểm cho Hà Nội. Điểm cho FC Hà Nội. Điểm cho FC Hà Nội là 4-2. Điểm 4-2. Vậy là tiếp tục điểm cho FC Hà Nội 5-2. Vừa rồi là một pha đập xuất thần của các cầu thủ FC Hà Nội và để cho các cầu thủ của Thái Nguyên không là chắn được quả bóng rồi. Vậy điểm cho Hà Nội 6-2. Đánh bóng rồi đâu. Vâng, các cầu thủ FC Hà Nội của chúng ta có những pha bóng phối hợp để chặn bóng rất tốt. Vậy là điểm cho Hà Nội là 7-2. Đây là set thứ 3. Có 15 điểm thôi. Vâng, tắt bóng. Vâng. Vậy là điểm cho Thái Nguyên 3-7. Đập bóng rất mạnh và điểm cho Thái Nguyên 3-7. Vậy là điểm cho Thái Nguyên 4-7. Rất cố gắng của các cầu thủ FC Hà Nội nhưng vẫn không thành công.
điểm cho Thái Nguyên 47. Và trận đấu của set thứ 3 giữa đội tuyển Cẩm Mỹ và đội tuyển Hải Dương. Thái Nguyên phát bóng. Được tiếp tục. Rất đẹp. Vâng, một pha chân bóng liên tiếp của các cầu thủ FC Hà Nội. Điểm cho FC Hà Nội là 8-4. Đây là set thứ 3 15 điểm cho nên 8 điểm. Trọng tài đã hai đội đổi sân. Hai đội đổi sân. Và đổi sân thì hiện nay là FC Hà Nội là trước màn ảnh và FC Thái Nguyên là xa màn ảnh. Để đội phát bóng. Trong sân. Điểm cho Thái Nguyên 5-8. Vừa rồi thì trọng tài xác định là bóng đã trong sân và điểm cho Thái Nguyên 5-8. Đó, một pha đập bóng rất cố gắng cứu thua là phân tay. Rất may mắn vừa rồi thì các cầu thủ của chúng ta tung ra một pha đập bóng vô cùng. Vâng, cuối cùng thì vẫn điểm ghi cho. Đây là điểm cho Hà Nội 9-5. Vừa rồi một pha đập bóng quá là nguy hiểm và kỹ thuật cũng đã được cầu thủ của Thái Nguyên phán đoán được, nhưng đến giây cuối cùng thì các cầu thủ của FC Hà Nội cũng đã ghi tiếp cho mình những điểm. Vâng, bóng ngoài sân. Điểm cho Thái Nguyên 69. 2-1. Điểm cho Thái Nguyên 7-9. Chúng ta cho dừng bóng. Vẫn còn. Ở đây thì một như vậy là điểm cho FC Hà Nội đó là bỏ giỏi 17 của các cầu thủ FC Hà Nội, đối với điểm mang về cho đội một điểm đó là 17. Chắn bóng tốt. Điểm cho Hải Dương 4. Điểm cho FC Thái Nguyên 8-10. Cái giải này lại cá Mai Phương Huyền Châu nữa, như này ai địch được. Đánh bóng ngoài sân, điểm cho Đào Mỹ 4 đều. Vẫn còn, rất cố gắng các cầu thủ của cả hai đội đang liên tục phán đoán những đường bóng nguy hiểm và kỹ thuật của cả hai bên. Trận bóng trải qua 5 phút, bóng vẫn còn đang được tiếp tục chờ các cầu thủ của cả hai đội duy trì chưa điểm cho đội nào. Vẫn còn. Và mở rộng cái này các bạn vẫn tuyệt vời. Và theo đồng hồ của ban tổ chức thì đã đến phút thứ 6 là bóng chưa được đội nào ghi điểm. Lên bóng, chấn bóng thành công, vẫn còn. Ở sân ga đấu thứ 3 này thì các cầu thủ luôn luôn cố gắng để giữ khoảng cách điểm mà sát nút để mang về một chiến thắng cho đội của mình. Đây cả hai đội đều thi đấu rất thận trọng. Vẫn còn tiếp đây. Vâng, đã bước sang phút thứ 7 mà chưa cầu thủ của cả hai đội chưa ghi điểm được. Như vậy là điểm cho Thái Nguyên. Đội tuyển Thái Nguyên 9-10. Xác định được kỹ năng và kỹ thuật của mình và mang về cho mình một điểm 9-10. Phải là điểm cho Hà Nội 11-9. Của FC Hà Nội với các cầu thủ của Thái Nguyên không hiểu ý của nhau nên đã để cho các cầu thủ của Hà Nội ghi điểm. Rất cố gắng. Và vừa rồi thì một cầu thủ của Hà Nội đã cứu bóng không tiếp thân mình để mang về một bàn thua trông thấy chưa. Không chạm tay chắn không. Vâng. Như vậy là điểm cho Hà Nội 12-9. Và điểm cho các thủ của FC Hà Nội. Điểm tiếp cho FC Hà Nội 13-9. Điểm cho FC Hà Nội với điểm số set thứ 3 đã sắp về đích rồi.
chúng tôi đã ủng hộ cơ giả đã tìm hơi bình thường của lão gia đình 2020. Đối với trận đấu Hải Dương ngoài sân điểm cho Thái Nguyên 10-13. Chắn bóng không thành công, điểm cho FC Hà Nội 14-10. Đề nghị trọng tài viên đứng lên và tập trung vào bên trận thi đấu giữa FC Hà Nội và Thái Nguyên. Yêu cầu trọng tài viên ông Thịnh. Điểm cho Thái Nguyên 11-14. Như vậy là Thái Nguyên phát bóng không qua lưới. Và điểm cuối cùng đã dành về cho FC Hà Nội là 15-11 và cuối cùng là FC Hà Nội thắng FC Thái Nguyên là 15-11 và thắng 2-1 ở trận đấu này.